Kemo Tool. Ở clip hôm nay thì em sẽ đi test công suất thực tế của cái mẫu bi mặt X AS A14 Pro. Thì có rất nhiều các bác đã hỏi em về cái phần công suất thực tế của cái mẫu bi này. Và ở clip này thì em sẽ chia sẻ cái công suất thực tế của cái mẫu bi AS A14 Pro ở đây em có. Và cái mẫu bi này có cái độ sáng cực kỳ là cao. Lý do tại sao nó có cái độ sáng cao như thế thì bây giờ là em sẽ test trên cái thiết bị chuyên dụng của em để đo công suất, đo ampere cũng như là cái điện áp tiêu thụ cho cái bóng này. Rồi thì hiện tại là em đang set ở cái mức là 14,45V. Cái mức điện áp này nó sẽ tương đương với lại những cái mức điện áp ở trên những cái chiếc xe máy. Khi mà chúng ta nổ máy lên thì nó sẽ ở cái mức điện áp này. Và đây là sẽ là cái tổng thông số kỹ thuật của cái bi này. Ở đây thì các bác có thể nhìn thấy là chế độ cốt nó là 40W và chế độ pha này nó sẽ là 55W. Nó dày màu 6000, 9 đến 16V, 10.000 lumen và 15.000 lumen là chế độ pha. Rồi bây giờ là em sẽ test thực tế cái mẫu bi AS này cho các bác coi. Đây là chế độ cốt. Chế độ cốt hiện tại ở cái mức điện áp là 14,45V và dòng của nó sẽ là tiêu thụ là 2,3A và cái mức công suất nó đưa ra là 33,87W. Đó, ở đây họ sẽ ghi là 40W và ở đây là nó báo là 33,87W. Như thế này thì nó vẫn là trong cái khoảng cho phép, khá là ngon, vẫn là ok. Nhưng bây giờ là em sẽ test cùng cái mức điện áp này vào cái chế độ pha xem là nó sẽ lên bao nhiêu ampere và lên bao nhiêu watt. Đó, ở cùng cái mức điện áp này, hiện tại bây giờ dòng đã lên là 4.0A và công suất thực tế của em này nó đang là duy trì ở cái mức là 57,80W. Đó, thì ở đây công suất thực tế ở trên cái hộp này họ ghi là 55W. Và bây giờ là em sẽ giả lập đối với lại những cái dòng xe bình thường là dòng điện khi mà bật đèn lên nó sẽ tụt xuống còn khoảng trên 13V thì nó sẽ là như thế nào. Hiện tại bây giờ đang 3,9A. Đó, em đã đưa về cái mức là 13,5V. Và hiện tại bây giờ là dòng đã lên là 4,1A và cái công suất nó đã còn là 55,75W. Đó, 55,75W thì nó sẽ trong cái khoảng của cái nhà sản xuất này họ công bố, thì chứng tỏ là những cái khoảng trong cái nhà sản xuất này công bố, họ công bố là con số chuẩn. Đó, thì các bác có thể thấy là hàng xịn chính hãng thì bao giờ những cái con số này, con số chuẩn nó không ảo như những cái hàng nâu lên bôi bẩn. Rồi thì bây giờ em sẽ giả lập là em sẽ đưa nó xuống cái dòng điện mà dành cho những cái chiếc xe điện cực yếu, nó về còn 12V, thì cái dòng lúc này nó sẽ lên còn bao nhiêu ampere và cái công suất ở cái dòng quát này nó sẽ như thế nào. Đó, tầm khoảng 11,98-12 đi. Đó, thì hiện tại bây giờ là dòng nó đã lên là 4,4A và cái công suất nó đã tụt xuống còn là 53W, 53,83. Đó, 53,83. Đó, thì cái phần công suất như thế này em thấy là nó khá là ok, nó luôn luôn được bảo đảm. Lý do nó được bảo đảm như thế này chính là cái phần driver ở trong cái phần bi ở chúng ta ở đây, nó luôn luôn nó giữ cho cái dòng điện nó luôn luôn được ổn định và nó đưa ra một cái phần công suất cao nhất để dành cho cái phần chip LED của chúng ta để nó hoạt động, nên là cái bóng này nó có cái phần công suất nó đưa ánh sáng ra cực kỳ nó ok, nó dã man như thế. Nói chung là so với lại những cái bóng mà cùng công suất thì em thấy là cái con này nó đưa cái phần công suất nó đưa ra cực kỳ là đỉnh luôn. Đó, thì những cái clip trước thì em đã test cho các bác xem rồi. Đó, ở clip này thì theo như nguyện vọng của các anh em thì em mang cái máy chuyên để test đèn của em ra để em quay cho các bác coi. Thì những cái công việc test như này thì thường là anh em ở trên nhóm hội thì em chưa thấy có ai test như này cho các bác cả. Rồi, cảm ơn các bác đã chú ý theo dõi. Chào các bác, em Kim Vũ Tuấn. Đêm đang ngồi làm để chờ mấy cái keo kia nó khô thì rồi em bổ tung cái em bi mặt ếch này ra. Đó, thì các bác cũng đã biết cái phần bi mặt ếch rồi, em đã làm những cái video để chia sẻ cái độ sáng của em này rồi. Và hiện tại thì em thấy có một số các loại bi mà nó làm có hình dáng giống như thế này mà không phải là của hãng này, thì các bác có thể phân biệt cho em là nó chính là cái phần inox ở đây, cái phần lỗ hút gió này nó sẽ khác nhá, cộng với lại một số các cái điểm khác nữa, nó chính là cái phần bát ở đây, chịu lực cho cái phần bi khi mà gắn vào pha nó cũng khác. Và những cái phần con ốc này, đây là ốc hoa thị, chất ốc cực kỳ là chuẩn, rất là đẹp. Và cái phần tiếp theo
dễ nhận biết nhất nó chính là cái phần mà có cái phần chip phụ ở đây. Thằng AES này nó làm kiểu này, nó khác hẳn với những cái mẫu khác. Đó, thì cái đặc điểm mà dễ nhận biết nhất để mà mua được cái hàng chính hãng của AES. Thì ở đây là em sẽ không nói đến là hàng chính hãng hay hàng nhái gì cả. Đây là em chỉ muốn phân biệt cho các bác có thể là bỏ cái số tiền đó ra để mua được cái hàng mà chính của AES. Còn những cái hàng khác thì em sẽ không nói là hàng nhái hay là gì cả. Rồi thì bây giờ là em sẽ đi vào xăm soi cho các bác thấy là cái cấu hình của em này. Cấu hình em này làm nên cái độ sáng nó chính là cái phần men mạch ở đây. Cái phần men mạch ở đây thì các bác có thể nhìn thấy là em nó bóng nhoáng luôn. Đó. Chất lượng. Nói chung là nhìn em thì em không chuyên về mấy cái thủy men mạch này, nhưng mà em nhìn bằng mắt thường với con mắt nghề của em thì em thấy nó khá là ok. Và cái bi này nó có cái độ mát cực kỳ là cao, và cái hiệu suất của cái bi này nó đưa lên rất cao chính là nhờ cái phần quạt ở đây. Đó. Và cái cấu hình tiếp theo thì dẫn đến là cái bi này nó có cái độ sáng cao, nó chính là cái phần chip led chính ở trên cái phần bi này. Đó, các bác có thể nhìn rõ ở đây thì em bật đèn nó hơi sáng, nó loa quá. Đó thì các bác có thể đọc thấy cái số là 357-2MM, đây là chính là cái mã chip của em này. Và em này sẽ sử dụng là điện 9V. Và cái ngày sản xuất của cái phần chip này nó là ngày 9 tháng 1 2020. Và cái phần khung xương ở đây nó được sản xuất ngày 2 tháng 4 năm 2020. Đó. Và ở đây thì em đến nó được là 8 phần chip led chính. Cộng với ở đây nó sẽ có thêm là 3 chip led phụ. Đó, em để nghiêng này các bác dễ nhìn. 3 chip led phụ. Ở đây nó chính là phần chip led nhá. Có một số bác PA nói là đây là laser thì không phải đâu. Đây là chip led. Nói cho nó đúng. Và cái phần ở trong này người ta phay CNC khá là đẹp. Cái phần ở trong này là phần phụ thôi, và người ta CNC như này thì em thấy nó có bàn tay trong chút, chứ không phải là sản phẩm sơ sài. Và phần trên này người ta sơn cực kỳ là đẹp. Đó, sơn sần luôn. Rồi thì em show cái phần đằng trước cho các bác coi. Nó chính là cái phần màn chập. Cái phần màn chập này nó tạo nên cái đường cắt cực kỳ là đẹp và sắc lẹm. Nó chính là cái phần màn chập ở đây. Thì các bác có thể thấy là người ta phay cắt bằng laser, nên là cái đường cắt nó cực kỳ là phẳng và đẹp. Nó sẽ đưa cái phần ánh sáng ra rất là ok. Và cái phần cực kỳ là quan trọng cho cái phần bi này, nó chính là cái phần chóa phản xạ ánh sáng ở đây. Cái phần chóa phản xạ ánh sáng ở đây thì nó cũng giống như tương tự các cái phần bi khác thôi. Nhưng cái điều mà em thấy là cái phần chóa này họ mạ một cái lớp chrome màu xịn xịn, chứ nó không trắng bóng như những cái loại khác. Đó, thì cái này thì có thể là do cái chất lý của người ta làm, nhưng mà nó sáng là ok. Và cái chất lượng của cái chrome này em thấy là độ mạ nó rất là dày, chứ nó không mỏng như những cái phần bi khác trên thị trường. Đây là mặt trên. Đó, thì vui chia sẻ với các bác một vài cái điều mà phải có bi trong tay thì mới có thể bị công người ra được. Đó, bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em theo cái số điện thoại này. Em cam kết bán hàng chính hãng, không bán hàng linh tinh. Rồi, cảm ơn các bác đã chú ý theo dõi.